Xin chào các bạn, hôm nay ẩm thực miền quê mình sẽ là một món ăn các bạn ạ. Khi mình chưa bao giờ ăn khoai tây như theo kiểu này các bạn, nhưng mà ăn thì rất là ngon nhé các bạn nhé. Các bạn có thể làm cái khoai tây kiểu này để cho gia đình nhà mình thưởng thức ạ. Và các nguyên liệu để làm món ăn này, mình mời các bạn cùng vào bếp để làm với mình ạ. Các bạn cho mình 4 củ khoai tây này, khoảng độ 600 g các bạn nhé. Một củ cà rốt, một quả trứng gà, một củ hành tây và độ 200 g ức gà các bạn nhé. Một ít hành lá và các bạn cho mình cả bơ thực vật nữa nhé. Gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên các bạn sẽ thái cái phần khoai cho mình. Vì khoai này mình đã gọt rồi các bạn nhé, sạch sẽ. Các bạn ngâm cho mình trong nước muối loãng nhé, thì khoai nó sẽ ra bớt cái nhựa ấy. Thì khi chúng ta nấu lên ấy, nó sẽ không bị thâm ấy ạ. Các bạn chuẩn bị một cái xoong và mình sẽ vớt cái phần khoai ra để mình luộc. Mình cho vào đây một ít muối ạ. Và nước nhé. Mình luộc chín cái phần khoai này lên các bạn. Hành tây các bạn sẽ thái nhỏ cho mình. Cái phần hành lá này thì các bạn, cái phần đầu ấy, các bạn thái ra cho mình nhé, để mình phi lên nhé. Rồi hành lá này thì mình sẽ thái nhỏ ra. Đây các bạn, khi khoai tây mình luộc đã chín rồi nhá. Đấy, xin được rồi. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần khoai tây này ra. Các bạn cho mình cái chảo lên bếp và mình cho bơ vào nhá. Rồi, và cho cái phần đầu hành vào. Thank you.
để cho cái đầu hành này nó thơm lên các bạn ạ. Hòa quyện với bơ nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần cà rốt vào. Đây. Gà. Mình cho vào đây bột canh các bạn nhé. Thìa bột canh. Ít hạt tiêu. Cuối cùng các bạn cho mình vào đây một ít nước mắm và cho nó thơm mùi mắm nhé. Đều lên là được rồi. Rồi. Cái phần khoai tây này các bạn sẽ dầm nhuyễn đi cho mình nhé. Khi mình đã chín ấy, thì nó dầm rất là dễ thôi ạ. Khoai tây đây mình đã làm nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp mà mình vừa mới xào trước mà sẽ cho vào đây nhé. Phần hành lá các bạn cũng cho vào cho mình. Trứng mình cũng đập vào nhé. Trộn đều cái hỗn hợp này đi. Khi cái hỗn hợp này mình đã trộn xong rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ nặn thành những chiếc. Các bạn có thể nặn tròn tròn ra nhé. Như thế này là được rồi. Tương tự các bạn sẽ nặn hết cho mình nhé. Các bạn cho mình chảo lên bếp và mình cho phần bơ vào nhé. Khi cái bơ này nó đã tan chảy rồi thì các bạn sẽ cho mình vào đây. Đây các bạn, khi đã vàng lên nhé thì các bạn sẽ lấy ra đĩa cho mình ạ. Đây các bạn, mình đã được những chiếc khoai tây như thế này nhé. Các bạn cho mình vào đây một cái bát để mình sẽ lấy cái phần tương ớt và mình sẽ cho vào đây nhé. Cái món này thì các bạn ăn với tương ớt là rất là ngon luôn đấy ạ. Mình có thể trang trí lát dưa chuột. Chúng ta có thể ăn cái phần dưa chuột này các bạn nhé. Rất là ngon và dễ ăn. Khi có cay cay thì chúng ta ăn với chút dưa chuột này, nó sẽ giảm bớt cái độ cay.
Thế các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm một món ăn rất là ngon, lạ miệng như vậy nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.